Vâng, cửa hàng điện tử laptop Lê Tuấn xin được kính chào các bác. Và hôm nay là ngày 10 tháng 11, em có đóng 5 kiện hàng gửi cho anh Hùng ở Vĩnh Phúc. Với những cái đơn hàng mà anh đã đặt thì em đóng rất cẩn thận. Theo như tính toán của nhà xe thì khoảng độ tầm 30 phút nữa thôi thì nhà xe sẽ qua và bốc hàng lên cho anh. Nhà xe chạy lúc khoảng độ lúc 13 giờ và đến chỗ anh thì rơi vào tầm 16 đến 17 giờ. Thì anh sẽ ra bến xe và nhận hàng giúp em. Và khi nhận được hàng rồi thì anh thanh toán cái số tiền còn lại giúp em. Và một lần nữa, cửa hàng điện tử Lê Tuấn xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của các bác, các anh chị và các bạn đã, đang và sẽ dành cho cửa hàng điện tử laptop Lê Tuấn trong thời gian vừa qua. Hy vọng rằng với cái đơn hàng này anh sẽ về buôn may bán đắt. Và xin được chào các bác, các anh chị và các bạn.